coi đồ ăn trước đi. Ở đây mình bán cái gì chị? Cơm cháy khô quẹt là 40 ngàn một miếng phải không? Dầu giá cũ. Ở Giang là chợ quê Long Thuận. Giá hữu nghị. Bánh đồng xu nữa ha. Ồ, bánh đồng xu. Bánh đồng xu là 25 ngàn cái. 20, 25, 22 là... Mà hôm nay mình bán 20 ha. Bán sụt là 5 ngàn rẻ đi. Gõ đâu đủ luôn. Rồi bánh đồng xu 20 ngàn cái. Có chỗ này bán 25, có chỗ bán 30 nữa. Chị cho dễ ăn phải không? Còn đây là có bánh gì? Bánh lá mít hả? Bánh lá mít với sâu sâu tôm nữa đó hả? Ồ, ngon nè. Cái nhà để mình quay từ món ăn cho cái nhà xem nha. Đây là bánh bèo nè. Còn bên đây là lá mít nè. Còn bên kia là sâu tôm nè. Ồ, con dĩa tôm kìa, nó ngon. Cái nào chịu nấu không? Quá ngon luôn. Đồ ăn là mình thấy là vô mới dạo hai sạp mà thấy đồ ăn chất lượng nha cả nhà. Đồ ăn là thấy là quá ngon luôn. Còn bên đây bán gì? Đem đây chắc mì xào á, cái sạp này bán mì xào, tàu hũ chiêu chiên. Còn ở đây thì giò gà nhiều món á. Nãy giờ là thấy là nè, nãy giờ thấy là ếch nữa ha, ếch nướng đầy đủ ha. Giờ này đây người ta đi La Dai nè, đây tới chiều đông rồi nha. Ở Tân Châu xuống quá đông luôn. À, Tân Châu xuống quá nhiều chị. Mình bán món gì chị? À, trà trái cây, trà mẫn cầu với ba tê trái lụa với trứng cút kho tiêu với giò gà, gà súp thái nữa ha. Ồ, quá ngon. Hồi nãy giờ là mình vô mới có 4 ngân hàng mà thấy 10 mấy món bán nha cả nhà. Chợ này sơ mà. Dưới đây nè, giờ cái nhà giờ mà thấy là đẹp rồi đó nha. Thấy quá ok luôn. Đây là bánh xèo nha cả nhà. Chị. Bánh xèo cái nhiêu chị? Bánh xèo 10 ngàn, bánh khọt 2 ngàn. À, bánh xèo 10 ngàn, bánh khọt tép 2 ngàn. Vậy, vậy đâu đây mình đi vậy? Ở là số 2 Long Sơn là nằm về Tân Châu. À, rồi xuống đây ngồi bán luôn hay vậy chị? Ờ, bán rồi. Vậy hả? Quá đẹp luôn. Quá giống chợ quê luôn à. Quá đẹp lên cả nhà. Không cảnh khá là đẹp luôn. Bây giờ xuống ghe này là ngồi bán trái cây luôn. Mẫn cầu ha. Cốc ha. Dừa ha. Chuối ha. Còn bên đây bán món gì đây? Bên đây bán món gì chị? Bún bún diêu cua ha. Rồi xuống chiếc thuyền này ngồi bán luôn nè cả nhà. Quá đẹp ok luôn. 15k ăn tô ha. Tuyệt vời luôn. Đây chụp hình là quá ok luôn ha. Thấy là chợ quê chị thấy là ở đây là ăn giá là rẻ bình dân ha. Đúng rồi. Vừa phải. Cũng như là vừa ngon mà vừa rẻ luôn, mà phong cảnh đẹp, chụp hình là ok luôn. Giờ thì cảm ơn chị nha. Có tên Trương Thị Ngọc Hương. Dạ. Dạ. Vì sao cô lại biết ở chỗ này để mình đến đây? Trước đây thì cô cũng có đến một hai lần rồi. Chỗ này thì cũng là của người bạn của cô đó. Có ở trong cái những cái người mà nằm trong cái ban tổ chức của Tiên Định đó. Cũng có đến tại thấy nơi này nó cũng mát mẻ rồi, nó cũng nhiều cái phong cảnh cũng hữu tình. À, nó tạo cho mình một cái tâm lý là thoải mái khi đến đây. Dạ. Cô có thể nói cho con từ sáng tới giờ cô đã thưởng thức những cái món nào, và cái món nào nó đặc biệt với cô không? Nó ngon nhất gì không? Nãy giờ thì cô chỉ mới có thưởng thức cái món bún riêu cua đó. Thì nói chung là nó cũng thể hiện cái nét dân gian của cái địa phương vùng miền của mình. Và một số cái bánh thì cô thấy những cái bánh mình thích đó, giống như bánh lá mít. Bánh đó thì ngày xưa là ông bà mình cũng hay làm, thấy cũng
đây là một cái tổ chức khu ẩm thực, nó cũng mang lại cái ý nghĩa rất lớn, và nó duy trì những cái bánh, những cái loại bánh, những cái thức ăn mà dân gian của người Việt mình từ xưa đến nay đó. Thì cô thấy cái đó là cũng điều rất là... Dạ cô, như cô có mong muốn chợ mình tiếp tục phát triển hơn để nó đẹp hơn, để phục vụ cho bà con gì không? Dạ đúng rồi, cô thấy là chúng ta nên có cái đầu tư mà ở mặt trước thì cái phong cảnh tôi thấy cũng tốt. Mong muốn của cô ở đây tiếp tục phát triển hơn để mình sẽ đến đây mình vui chơi hơn nữa hay sao? Cô cũng muốn là những cái khu du lịch sinh thái nó sẽ phát triển nhiều hơn để người dân của mình có thể đến mà có thể tận hưởng những cái không gian mà nó trong lành, thoải mái, thì cái đó là điều tốt. Dạ rồi, cảm ơn cô. Chú cho mình hỏi thăm chú, mình đi thấy chợ quê Tiên Định này ra là bây giờ là sửa là chợ xưa, chú đến đây là ăn uống thấy sao chú? Ngon, thực phẩm ở đây thì tương đối là sạch sẽ, có chất lượng, người bán thì cũng vui tươi hòa đồng, nói chung cái duyên quê nó có. Dạ. Có cái duyên quê. Mà đồ ăn đồ cũng rẻ ha chú, hợp lại ha. Rẻ rồi, vô cổng cũng không tốn tiền. Vô cổng không tốn tiền luôn. Coi như là hiếu khách. Dạ, mà phong cảnh là đẹp, mình chụp hình là ok. Mà chú thấy là đi cái chợ xưa này, chú có thấy chung cảm nghĩ thấy sao, là thấy nó chung mình là mình thấy thích đi không á? Thấy đi đây là cũng như là mới khai trương đi, nhưng mà thấy cái cách tổ chức gì thì thấy ok. Dạ. Yeah. Tức là dĩ nhiên là mới thì nó không có phải là 100%, nhưng mà từ từ rồi là ngày bổ sung thêm theo cái thị hiếu người khách đó. Dạ. Yeah. Càng hoàn thiện thêm thì hay lắm, nhưng mà yeah, khởi điểm cái gì là quay quýt rồi. Dạ, yeah, cảm ơn chú. Còn gì nãy con thấy gì ăn tô bún, về thấy ăn tô bún nhà cua ấy cũng nhiều đó, thấy sao? Dạ thì nói chung nó cũng đậm chất của thức ăn dân gian của mình. Nói chung là cũng được. Ok ha. Ok. Dạ, yeah. Yeah. Mà giá cũng bình dân mà đồ thì cũng ngon. Dạ, vậy cảm ơn mà chú với dì luôn ha. Dạ, cảm ơn. Tổ công nghệ số cộng đồng xác định đoàn viên thanh niên giữ vai trò nòng cốt trong hoạt động hướng dẫn người dân sử dụng công nghệ số, phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ. Thì đoàn viên thanh niên đi từng ngõ, gõ từng nhà để hỗ trợ người dân đăng ký các cái ứng dụng số, ví điện tử, các dịch vụ số do tỉnh cung cấp như là E Đồng Tháp, Y tế Đồng Tháp, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4, mở tài khoản thanh toán trực tuyến, hỗ trợ các hộ sản xuất trên địa bàn xã đăng ký tham gia các cái sàn thương mại điện tử, quét mã QR để xem các video clip về khu du lịch sinh thái Tiên Định cũng như là các di tích, các món ăn trên địa bàn xã, từ đó góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương, xây dựng nông thôn mới nâng cao. Giờ này mới có 8 giờ nha cả nhà, là mình thấy là cái lượng khách là đi cũng khá đông nè. Tới 9 giờ tối luôn cả nhà, là anh em cô bác là ta đến đây để mà ăn chợ xưa nha cả nhà. Chú ơi, mình ở đâu đi vậy chú? Ở Tân Châu xuống ha. Sao chú biết mà chợ xưa này mà ở chú xuống hả? Nghe quảng cáo thấy khoái ha, phong cảnh đẹp ha. Còn đồ ăn thì chưa biết ha, vô ăn giá bình dân đó chú. Thấy mê phải không? Mới đi nữa. Tại vì ở đây diễn ngày thứ bảy chủ nhật 2 ngày. Bây giờ là ở Tân Châu xuống hơi đông nha cả nhà. Nãy giờ hỏi là mấy người đấy. Dạ. Ở đây là chụp hình là ok nè. Ở đây là có cái lu nước nè cả nhà, lu nước bằng gáo dừa nè. Rồi người ta bào, người ta cha chân cảnh cho mình chụp hình nè. Đó. Có đống dơm nè cả nhà. Y Giang là ở đồng quê khá là đẹp. Đó, hình quá đẹp luôn này. Cảnh này thấy mê lắm. Nè về coi nha, đẹp nè. Quá đẹp luôn. Được chưa? Rồi mình đi dài vô nha cả nhà. Bây giờ là mình quay quay đồ ăn đi. Quay đồ ăn trước đi. Ở đây mình bán gì chị? Cơm cháy khô quẹt là 40.000 một miếng phải không? Rồi giá cũ. Y Giang là chợ quê Long Thuận. Giá hữu nghị. Bánh đồng xu nữa ha. Ồ, bánh đồng xu là 25.000 cái. 20, 25, 22 là mà nay mà bán 20 ha. Bán sụt là 5.000 rẻ đi. Gỏi đu đủ luôn. Ồ, bánh đồng xu.
20.000 cái. Có chỗ này bán 25, có chỗ bán 30 nữa. Chị, cho dễ ăn phải không? Còn đây là có bánh về bánh lá mít hả? Bánh lá mít với sâu sâu tôm nữa đó hả? Ồ, ngon nè, cái nhà để mình quay từ món ăn cho cái nhà xem nha. Đây là bánh bèo nè. Còn bên đây là lá mít nè. Còn bên kia là sâu tôm nè. Ồ, con dĩa tôm kìa, nó ngon. Thứ nào chịu nấu không? Quá ngon luôn. Đồ ăn là mình thấy là vô mới dạo hai sạp mà thấy đồ ăn chất lượng nha cả nhà. Đồ ăn là thấy là quá ngon luôn. Còn bên đây bán gì đây? Bên đây chắc mì xào á. Cái sạp này bán mì xào, tàu hủ chiêu, chiên. Còn ở đây thì giò gà, nhiều món á. Nãy giờ là thấy là nè, nãy giờ thấy là ớt nữa ha, ớt nướng đầy đủ ha. Giờ này đây người ta đi La Dai nè, đây tới chiều đông rồi nha. Ở Tân Châu xuống quá đông luôn. À, Tân Châu xuống quá nhiều vậy. Mình bán món gì vậy? À, uống trà trái cây, trà mẫn cầu với ba tê chả lụa với trứng cút kho tiêu với giò gà gà súp thái nữa ha. Ồ, quá ngon. Hồi nãy giờ là mình vô mới có 4 ngân hàng mà thấy mười mấy món bán nha cả nhà. Chợ này sơm à. Dưới đây nè, giờ cái nhà giờ mà thấy là đẹp rồi đó nha. Thấy quá ok luôn. Đây là bánh xèo nha cả nhà. Chị. Bánh xèo cái nhiêu vậy? Bánh xèo 10.000, bánh khọt 2.000. À, bánh xèo 10.000, bánh khọt tép 2.000. Vậy đâu đây mình đi vậy? Ở Long Sơn số 2 Bình Long. Là số 2 Long Sơn là nằm về Tân Châu. Dạ số 3. À, rồi sao biết rồi đi ạ? À? Ở mình muốn sạp bán ở đây ha. Dạ. Dạ, rồi, cảm ơn. Ăn dĩa ha, để đi quay chút xíu đã là ăn. Giờ quay sao ăn. Ở đây mình bán gì chị? À, bánh gì? Bánh à. Nãy giờ cũng nhiều món nè. Bánh anh ơi. Này cũng như là mình mới khai trương cả nhà. Thành ra là đây tới chiều mới đông. Ở đây bán nhiều cũng nhiều món nữa nha. Hồi nãy giờ ở đây làm quay cũng nhiều món lắm rồi. Đây là cá lóc nè. Cá lóc cốc lóc nướng nè, rồi cút nướng nè, rồi giò gà nướng nè. Ồ, còn ở đây là tép giăm bột nè. Đó. Cũng đủ món ăn nha cả nhà. Còn bên đây là bánh bò nữa nè. Đó. Ồ, quá ok. Còn bên đây là bán chị. Mình đăng ký đây hả chị? À, bánh tráng nướng. Bánh rồi cam ép, rồi rồi cái này là gỏi cuốn. Dạ, gỏi cuốn mà... Cô có một món cá kho mía rượu kìa. Cá linh kho rượu. À, có cá linh kho rượu rượu nè. Là mình ba cái món này mình bán gì? Rất là ngon đó. Cá linh kho rượu này mình ăn cái gì? Mình về mình để bánh mì vô mình ăn. À đúng rồi, để bánh mì ăn. Hồi nãy giờ quay cũng thấy nhiều món quá. Dạ. Ít sạp mà nhiều món. Tại vì cái chị chủ quán chỉ nói là cũng như là nhiều món là mà như là không có cho mà bán trùng. Mà nếu mà nhiều sạp mà trùng nó cũng vậy à. Thà ít sạp mà nhiều món. Ok. Rồi mình cũng chúc chị mà bán được mai bán đắt nha. Mua mai bán đắt. Dạ dạ. Ôi trời. Đây nè, cái chỗ tô hủ này là chỗ này là bán đồ là ngon nha cả nhà. Đây nè, bán đủ đồ hết trơn nè. Tàu đây là tàu hủ nướng này với xả ha. Mà giờ cái này là chả giò với hoàng thánh hả? Rồi cái này là cái nguyên một dĩa vậy là nhiêu chị? 30. Nguyên một dĩa vậy là 30, là kia này kêu bằng cái gì? Bún đậu mắm tôm. Nè, cả nhà thấy vậy là 40.000 nè. 30. Ít 30 hả? Ôi 30 là quá rẻ luôn rồi. nghĩ lỡ phải không? Có 30 nha cả nhà. Còn ở đây là tép chiên 5.000. Một miếng 5.000 ha. Dạ. Tép chiên vào miếng 5.000 đó nha. Ồ, là đây ăn là quá ok, nhiều món nha. Bán ít sạp mà đều nhiều món vậy ha. Nãy giờ là quay là chưa có món trùng nha. À. Tại,
Tại mới mà đều có cái nãy giờ thì sạp thì ít mà đều đồ ăn thì nhiều món. Thì cũng được đi chứ bán nhà nhiều sạp mà đồ ăn trùng trùng cũng vô đó à. Quá ok luôn cả nhà. Tuần sau là còn tuần sau còn giữ nữa. À bên đó còn cắt nữa đó. À. Nhà cái nhà giờ mình thấy nha, đó. Là bán đồ và mà được 30 sạp nha cả nhà, mà đều nãy giờ mình quay á thì không có sạp nào không có bán đồ, không có trùng món. Bán lạ lạ nhau không. Không có trùng món á chị. Là như sạp là bán lạ lạ món không à. Ít ít sạp mà đều nhiều món chị. Nem nướng bò nướng lá lốt với a kẹp vô bánh mì ha. À. Lên tàn hình. Nem nướng có 10 ngàn hả chị? Nem nướng 10k. 10k. Giá hữu nghị. Rồi chúc chị mua và mai bán đắt nha. Rồi tôi quay là ok, đi quay là có người là bán đắt là không đừng lo. Em nướng bò nướng lá lốt nha. Cưng. Hả? Ở cỡ đi. Ờ. Rồi rồi. Bây giờ mình dạo xuyên xương cho nhà xem đi rồi mình chờ chút xíu nó đông á, mình quay cho nhà xem nữa. Bây giờ này mình quay mới có 8 giờ thành ra mà cái lượng đi cũng khá đông nè cả nhà. Là giờ này nó chưa đi đâu, đi từ tớp hết chị. Cũng như là nãy đi đông phải không, cũng có tớp đông cái ta đi, rồi tớp khác vậy đó. Tại người ta ăn rồi cái người ta đi. Có ok luôn. Đẹp nha cả nhà. Ở phong cảnh này khá đẹp. Chợ xưa, chợ xưa, chợ xưa. Quá YouTube quay rồi cả nhà. Chút xíu nữa YouTube còn giữ nữa. Giờ mình đi dài ra nha, đi dài ra mình quay phong cảnh cho nhà xem. Bây giờ là như chị quê là cái nhà thấy gì đó, là giờ này là hồi nãy mình quay thì 8 mấy 9 giờ, giờ này cũng 10 giờ cả nhà. Mà chị bán chị nói là nãy cũng có tớp đông rồi, người ta ăn rồi người ta đi. Giờ người ta lại đây nè cả nhà, ta lại đây là người ta chụp hình nè. Quá đẹp luôn. Mình quay ở đây cả nhà, mình quay không có chán. Tại vì chợ xưa với chợ quê thì cũng cái tên cũng y chang vậy đó, là chợ nào bán đồ ăn cũng rẻ. Mà mình thấy mà cái phong cảnh nó đẹp á, mà vừa ăn rẻ tiền mà lại đây chụp hình được là quá ok luôn cả nhà. Vừa lại đây ăn mà chụp hình luôn thì quá ok. Ở dưới này ghe này ta có bán đồ này nha, xuống đây ngồi ăn giờ quá đẹp luôn. Đây khoảng 4-5 giờ chiều cái nha, 4-5 giờ chiều là có đờn ca tài tử, rồi có chấm thi luôn cái nhà. Nếu mà ai ca mà đúng nhịp mà ca hay á thì lãnh thưởng được giải nhì giải nhất nha cái nhà. Là lãnh thưởng mà bao nhiêu tiền thì mình không biết, thì có lãnh thưởng đó. Thì giờ mình dạo xuyên xương là chờ chiều mình quay cho cái nhà xem. Chiều nay là vui lắm nha cái nhà, là bữa nay là ngày thứ bảy, ngày mơ là ngày chủ nhật, là diễn ra là một tuần lễ là 2 ngày nha cả nhà. Mà ở đây là miễn góp vé, không có góp vé nha cả nhà, mà nói cho dành. Rồi bây giờ là mình dạo xuyên xương cho nhà xem đâu, tại giờ này mình quay sớm nè cả nhà, mình chưa được đông hung. Mà mình thấy hồi nãy vô chỗ bán là cũng đông rồi nha cả nhà. Mình quay một đoạn ngắn rồi mình đăng lên, rồi mình chờ tới chiều mình quay thêm một cái video nữa cho cả nhà xem nha, từ đoạn vậy đó. Giờ mình dạo trên xương cái nữa rồi mình tạm dừng video nha. Cái video này mình quay ngắn thôi chứ mình không quay dài. Giờ mình đi vô quay phong cảnh cho nhà xem lại nè. Tại vì mình đăng lên 2 video trước á, thì cũng có quay mấy chỗ này rồi. Giờ mình xuống cây cầu nè. Nè cái nhà dòm nha. Đó.
lịch sử không. Bên bên cái xuồng kia là bán trái cây, còn cái xuồng bên đây thì bán bún đó. Còn có mình kêu qua lên cái chỗ cái đó mình ngồi ăn đó, lợi là chỗ này là chụp hình là quá ok luôn đó nha, tuyệt vời luôn, quá đẹp. Giờ mấy đứa em lại chụp hình đó. Lại chụp hình nhóc đó chứ đó, cái nhà giờ nè đó. Cũng đông nha cái nhà, cũng khá là đông nha. Ở đây là ok rồi đấy, đồ ăn rẻ mà phong cảnh đẹp nữa. Rồi mình quay một đoạn ngắn nha cả nhà, mình cũng tạm dừng video tại đây. Cả nhà xem video mình cảm thấy hay thì nhớ cho like, đăng ký mình, nhớ bấm cái chuông coi clip mới của mình. Mình cũng chúc phúc cả nhà mạnh giỏi xem cái video của mình. Mình cũng xin chào cả nhà nha.